Vừa qua, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thuộc Tập đoàn Hóa chất Bộ Công Thương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cồn và Tinh bột Phú Mỹ tiến hành nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học về hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thử nghiệm tá dược từ nguồn tinh bột sử dụng trong công nghiệp dược phẩm. Sau 3 năm triển khai, đến nay công trình nghiên cứu và sản xuất thành công hai loại tá dược là Amidon TS và Natri Licolate chế biến sâu từ tinh bột sắn. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm tại các đơn vị chức năng kiểm nghiệm như Viện Kiểm nghiệm Dược phẩm Trung ương, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Trung tâm Kiểm nghiệm Sở Y tế Hà Nội v.v. Việc nghiên cứu thành công hai loại tá dược trên từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước cho thấy khả năng sáng tạo và trình độ kỹ thuật, công nghệ của Việt Nam không thua kém của nước ngoài. Công trình đã đi vào hoạt động sẽ hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ nguyên liệu đến chế biến và tiêu dùng.